Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải nhất miền Bắc 13618, giải nhì 13173, 40927 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay số 4088. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.